cười nhiều lên thôi, tét miệng ra đi. Ba ngày giống mà không được à? Thấy được là lấy vợ rất là mệt. Mưa gió. Xung họp một nhà chúc mai. Vậy là hôm nay trên khoảnh khắc này đây, chúng ta cùng thấy chứng kiến sự hạnh phúc của đôi bạn trẻ và của hai bác thân sinh ra chú rể ạ. Và chắc cháu phép mời hai bác đại diện Hoàng Nhà Trai Nhà Gái chúng ta cùng trở lại sân khấu với để trao dâu nhận rể ạ. Căn cứ vào lễ thành hôn ngày hôm nay, hai cháu đã được sự thống nhất của hai gia đình, hai dòng họ, được sự công nhận của ban tư pháp xã Bắc Hồng, cho phép các cháu kể từ ngay trở đi là chính thức vợ chồng, là dâu con của họ nhà Nguyễn Đức, là con cháu của gia đình ông Nhiếp và Cục, và con của bác Cường và ông Lợi.
Nay thành thật, gia đình chúng tôi có một cháu gái đã được sự thương yêu và đùm bọc giúp đỡ của gia đình nhà trai thương yêu đến cháu. Tôi thay mặt gia đình tôi xin trao lại cháu cho tôi về làm dâu con của các cụ và dòng họ của Nguyễn Đức. Vâng ạ, xin mời các bác thực hiện những ly rượu ân tình từ phía các con và chúng ta cùng đứng ở giữa sân khấu ạ. Chúng ta cùng nhận hai ly rượu của mình ạ. Và tất cả chúng ta ngày hôm nay Hoàng cùng kết nối thực ra và những khoảnh khắc này đang tràn đầy tình nghĩa. Và xin một tràng vỗ tay ạ, thật lớn ạ. Và xin chúc mừng ạ, chúng ta cùng lên ly rượu, chúc mừng đoàn trẻ ạ, hạnh phúc trăm năm ạ. Và bây giờ chúng ta đang cùng chứng kiến những khoảnh khắc trao nhẫn cưới của đôi bạn trẻ Triền Bách và Nguyễn Nhung. Bách sẽ là dòng sông để Nhung là biển rộng, Bách sẽ là gió lộng để Nhung là mây bay, Bách sẽ là nắng mai để Nhung là hoa đỏ, Bách sẽ là lối nhỏ để Nhung bước vào đời. Ngày hôm nay họ đã cùng nắm tay nhau, cùng đi chung một con đường đời, cùng trèo trống qua những phong gió để đi đến tình yêu của mình. Vâng ạ, và chính là từ giây phút này họ đã thành vợ thành chồng và họ đã từng trước đây họ từng lén lút hôn nhau ở những nơi rất là vắng vẻ. Ngày hôm nay họ được chính thức công khai hôn nhau trước toàn thể quan viên hai họ. Và bây giờ thì họ muốn thấy một nụ hôn gắn kết, một nụ hôn mặn nồng của chú để chiếm bách của cô Nguyễn Dung ạ. Xin mời hai em ạ. Nào, hai người quân vào thành nhau đi ạ. Cô dâu đặt hai tay. Cô dâu đặt hai tay lên vai chú rể ạ. Chú rể ôm đôi vai. Vâng ạ, mời đón hai người ta đi ạ. Sẽ là dòng sông để em là biển rộng. Anh sẽ là gió lòng để em là mây bay. Anh sẽ là nắng mai để em là hoa đỏ. Anh sẽ là lối nhỏ để em bước vào đời. Anh sẽ là gió lòng để em
Sóng gió